Dạ mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Lê Quý Bên Sai nha Hôm nay con cũng có lên một clip cây lùng lực nha cô chú Thì giá rất là mềm cô chú ơi Từ 350, 450, 500, mà, 600 mà Không có cây nào cao cho cô chú ơi Giá mềm Hôm Nay con xả vàng đang con dọn chống cái giường để con ra cái, 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 ghép đó cô chú Nên rất mong cô chú anh chị ủng hộ con clip này Và clip sau con cũng lên nữa nha cô chú con Lên hai clip nha Liên tục luôn cô chú Thì rất mong cô chú anh chị ủng hộ rồi con lâu vô mã số 1 luôn cô chú ơi. Tại con tí xíu nè cô chú ơi. chỉnh điện thoại cho nó ngay Rồi mã số 1 luôn cô chú ơi. Giá này rất là mềm cô chú. Nên con không có bớt được nữa nha cô chú. quành cổ 21.5 tổng chiều cao là 66 rồi cái mã số 1 là con vô lưu giá là 400 nha cô chú mã số 1 giá là 400 nha cô chú nên à, cô chú như tỷ có chốt mà cây á nếu mà con bó bầu á thì con à, thì à, giá là 400 nha cô chú đó còn cô chú lấy luôn cái chậu nha con xếp chậu nên rất là nặng cái chậu gì nè rất là nặng nha như tỷ nó có cô chú có lấy chậu á thì tỷ có có Xếp hàng á, nó hay uh, thảy lung tung đó như vậy Nó có bể thì cô chú cũng không cảm nha Nếu mà xếp chậu thì cô chú thêm cho con 100 nghìn nha Tiền chậu tiền chậu này với tiền xếp luôn nặng lắm nha cô chú Nên cô chú phải thêm con 100 nghìn nha Nếu mà cây không lấy phôi không á, thì 400 nha cô chú Rồi cái mã số 1 400 Cây hơi nặng nha cô chú Rồi tới cái mã số 2 Hoành cổ là 17.5 tổng chiều cao là 560 đó rồi cái mã số 2 này con giao lưu cô chú giá là 450 nha cô chú 450 con bao xếp nha rồi nè cái chậu này là chậu nhỏ cô chú thêm 50 nha cô chú chậu này là chậu nhỏ hơn chậu nãy nha tại con ép chậu á nên lên chậu nhỏ hơn nãy thì cô chú nếu có lấy chậu thì thêm cho con 50 nha còn giá phôi không thì nó mềm còn lấy chậu thì nó hơi cao một tí nha cô chú, bình cổ 24. Tổng chiều cao 55. Rồi cái mã số 3 này giá là 350 nha cô chú, lấy chậu nó là 400 nha cô chú. Tại nó nặng xếp đó, con đẩy sơ dừa này nó hơi nước hơi nhiều á cô chú. Nặng thiệt á cô chú chứ không, không có nhẹ đâu nha. Tại sơ dừa nè, mấy nay ẩm ướt nè, cô chú nhìn thấy là biết rồi. Rồi quanh cổ là xém xém 25 nha chú, cô chú. Gần 25 nha. Tổng chiều cao là 75. Đó rồi phôi mã số 4 này con dâu cô chú giá là 500 nha cô chú. 500. Mã số 4. Cái này ta cành đẹp. Mấy này mưa quá nên nó thấm nước rồi cô chú, nên hơi nặng. Hoành cổ 25 Tổng chiều cao 55 Cái hoành cũ vị trí này là 55 nha cô chú Rồi mã số 5 này con vô lưu giá là 600 nha cô chú Cây này cũ cũ nó nằm rất là đẹp cô chú quán cành cũng đẹp nữa 600 mã số 5 <laughs> Dở lên mới được cô chú ơi Nặng quá nặng Rồi tiếp mã số 6 cô chú ơi. Quanh cổ 23. Tổng chiều cao là 72. Rồi cái mã số 6 này con vô lưu giá là 600 luôn nha cô chú. Cái cũ nó to lắm nha cô chú. Quanh cũ vị trí này tới 59 lần cô chú. Mình cũ 59 nha. Giá 600 mã số 6. Như gì? Rồi. Ừ. Rồi bình cổ vị trí này 23 Tổng chiều cao là 64 Rồi cái mã số 7 này con vô luôn cô chú giá là 450 nha cô chú bốn trăm rưỡi là con phôi nha cô chú còn cô chú lấy chậu là phải thêm một trăm nha cô chú còn chậu nhỏ thì thêm năm mươi nha chậu này mấy chậu này chậu lớn không mà có mấy cây chậu nhỏ à do nặng ship lắm cô chú ơi nặng cái tiền chậu tiền phân này kia nữa rồi quanh cổ vị trí này là 26 tổng chiều cao 50 rồi cây số 8 này con vô luôn cô chú giá là bốn trăm rưỡi luôn nha cô chú bốn trăm rưỡi rồi. Mã số 8 nha cô chú. 450. Rồi, tiếp mã số 9. Quanh cổ là 18 ạ. À. Tổng chiều cao là 66 nha cô chú. Rồi cái mã số 9 này con vô lưu cô chú giá là 400 nha cô chú. 400 con bao ship nha cô chú. Được chưa? Rồi, Rồi tới mã số 10. Cây này lùng lực nha cô chú ơi. Ủa đế nó khá đẹp luôn. Quanh cổ 27 cô chú ơi. Tổng chiều cao là 70. Đấy, có dàn tai cành rất là đẹp. Rồi cái mã số 10 này con vô lưu cô chú giá là 600 nha cô chú. Cái này cái cũ nó to nha cô chú. Quanh cũ vị trí này là 53 nha cô chú. Đó. Rồi mã số 10, 600. Mã 11 thôi. Đây hả? Ừ, đúng rồi. rồi tới mã 11 nha cô chú. Quanh cổ là 18.5. Tổng chiều cao là 65. Rồi cái mã 11 này con vô luôn cô chú giá là 500 nha cô chú Mã 11 500 Rồi tới mã 12 cô chú ơi Mã 12 này nó có cái thế cũng rất là đẹp nha cô chú Rồi hoành cổ là 18 Tổng chiều cao 54 Rồi mã 12 này giao lưu giá là 400 nha cô chú 400 Rồi tới mã 13 Hoành cổ 22 Tổng chú cao là 62 Rồi mã 13 này con vô luôn Cô chú giá là 400 nha cô chú 400 Mã 13 Mã vừa rồi là mã 12 nha cô chú, mã này mã 13 nha. Rồi tới mã 14 luôn. Quanh cổ là 17 ạ. À. Tổng chiều cao là 51. Rồi mã 14 này giá là 450 nha cô chú. Nó có sắn như con ốc vậy cô chú. Xuống em ơi. 450. Rồi tới mã 15. Vành cổ 23. Tổng chiều dài đó gì nha cô chú? 61. Rồi mã 15 này giá là 450 luôn cô chú ơi. Mã 15 450 luôn nha. Rồi, ghi số. Rồi tới mã 16. Vành cổ là 16 luôn. Tổng chiều cao là 56 luôn. Rồi mã 16 này giá là 350 luôn nha cô chú Cái chậu này 50 nha cô chú Chậu đó nhỏ đó Chậu này bự nè Rồi quanh vị trí này Là 23 nha cô chú Tổng chiều cao là 69 Rồi cái mã 17 này con vô lưu giá là 450 luôn nha cô chú Con đo trên đây nha Chứ đáng ra ta đo người ta là người ta đo dưới đây nè Con đo trên đây nè 450 Mã mấy ta mã đó 10, 17, phải không? Rồi tới mã 18 cô chính cô chú ơi. Quần cổ 30. Tổng chiều cao là 54. Rồi mã 18 này con vô lưu giá là 500 luôn cô chú ơi. 500 con bao ship luôn. Rồi tới mã 19. Hoành cổ là 23 Tổng chiều cao là 58 Rồi cái mã 19 này con vô lưu, cô chú giá là 450 luôn cô chú ơi 450 nha cô chú Rồi tới mã 20 Hoành cổ là 16.5 Tổng chiều cao là 56 Rồi cái mã 20 này con vô lưu, cô chú Giá là 400 luôn cô chú ơi 400 nha cô chú Mã 20 Rồi tới mã 21 cô chú ơi Quành cổ là 21.5 Tổng chiều cao là 60 Rồi mã 21 này con vô luôn cô chú Giá là 550 luôn cô chú ơi 21 550 nha cô chú Quành cổ là 20 Tổng chiều cao là 62 rồi cái mã 12, 22 này con vô luôn Cô chú giá là 500 rưỡi 50 luôn cô chú ơi 500 rưỡi 50 à Giá rất là mềm Cây này ta cành đẹp nè Rồi xuống em Gãy ra quá trời luôn Rồi tới mã 23 Hoành cổ là 23 Tổng chiều cao là 61 Rồi mã 23 này con vô luôn Cô chú giá là 600 nha cô chú Cái quần đế vị trí này là 59 nha cô, cô chú 600 Rồi xuống em Rồi tới mã 24 Quần cổ 25 Tổng chiều cao là 57 Rồi mã 24 này con vô luôn cô chú Giá là 400 nha cô chú Rồi Rồi mã 25 Tới mã 25 cũng là mã cuối clip ngày hôm nay nha cô chú Quanh cổ là 19 nè à. Tổng chiều cao là 52 Rồi mã 25 Mã của clip này con giao lưu cô chú giá là 450 ạ à. à. Con cũng cảm ơn cô chú đã ủng hộ con những clip trước Và Rất mong cô chú ủng hộ con clip này nha cô chú Rồi con xin chào và hẹn gặp lại ạ à.